À xin kính chào toàn thể quý vị khán giả của kênh Phong Thủy Gia Cát. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt nhất trong tháng 2 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão. Để chúng ta tiến hành công việc là động thổ, thi công động thổ. Thì đó là những ngày nào, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. À thưa quý vị, trong tháng 2 âm lịch thì nó khởi từ ngày 20 tháng 2 dương lịch đến ngày 21 tháng 3 à, dương lịch. Ngày mùng 1 tháng 2 dương lịch thì nó là ngày kỷ dậu và tháng 2 âm lịch nó là tháng ất mão nó là tháng đủ à, quý vị thân mến thì trong tháng 2 âm lịch chúng ta có 2 tháng 2 đó một tháng 2 là ất mão đủ là có 30 ngày và một tháng 2 tháng 2, tháng nhuận đấy thì nó có sẽ có 29 ngày Đấy. thì quý vị lưu ý kéo nhầm lẫn giữa tháng 2 nhuận và tháng 2 thường nhé đầu tiên thì để lựa chọn ra được cái ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc động thổ ấy, thì chúng ta sẽ dựa vào cái, cái tài liệu là hiệp Kỷ Viện phương thư đúng không? và các bạn xem ở sau sách đây, ở trang 176 thì có phần là lựa chọn ngày tốt động thổ thì chúng ta sẽ dựa vào 36 tiêu chí này để chúng ta lựa chọn tìm ra được một ngày tốt tốt nhất để tiến hành công việc cho nó được thuận lợi và may mắn sau đây chúng ta bắt đầu vào là tìm ra những ngày tốt đầu tiên việc tìm ngày tốt ấy, thì chúng ta cần phải loại bỏ những ngày xấu thì những ngày xấu cần tránh trong cái tháng 2 âm lịch để tiến hành công việc động thổ thì chúng ta sẽ kiên kỵ những ngày sau à, đầu tiên chúng ta kiêng ngày sát chủ ngày sát chủ trong tháng 2 âm lịch nó sẽ là ngày tí và ngày xỉu ngày tí là sát chủ dương ngày xỉu là sát chủ âm đó. Ngày tí thì sẽ có 3 ngày, mùng 4 nhâm tí, ngày 16 giáp tí và ngày 28 là ngày bính tí thì đây là 3 ngày sát chủ, sát chủ dương. Ngày xỉu thì có ngày mùng 5 là ngày quý xỉu. Ngày 17 là ngày ất xỉu và ngày 29 là ngày kỳ xỉu. Thì đây là ngày sát chủ âm chúng ta không dùng. Tiếp theo ngày xấu thứ hai chúng ta cần lại bỏ đó là ngày sát chủ mùa. Ngày sát chủ mùa thì mùa xuân thì nó sát tại thân. Vì chỉ là những ngày thân thì chúng ta sẽ không dùng. Đó, ngày thân thì có 2 ngày, 12 là canh thân và 24 là ngày, ngày là ngày nhâm thân. Tiếp theo ngày thứ ba chúng ta cần loại bỏ đó là ngày thiên địa chuyển sát. Ngày thiên địa chuyển sát trong mùa xuân ấy, thì nó là ngày Tân Mão và ngày Ất Mão. Thì ngày Tân Mão, ngày Ất Mão, Ất Mão là ngày mùng 7, Tân Mão thì trong tháng này không có. Ngày xấu thứ tư chúng ta cần loại bỏ đó là ngày Thụ Tử. Ngày Thụ Tử trong cái tháng 2 âm lịch thì nó sẽ là những ngày Thìn. Ngày Thìn thì có ngày mùng 8 là ngày Bính Thìn và ngày 20 là ngày Mậu Thìn. Thì hai ngày này chúng ta không dùng làm việc gì cả. Tiếp theo ngày xấu thứ năm chúng ta cần loại bỏ đó là ngày dương công kỵ. Ngày dương công kỵ thì trong cái việc đụng thổ xây nhà chúng ta chắc chắn phải kiêng. Đó là ngày 11 là ngày Kỳ mùi. Đó. Tiếp đến là ngày xấu thứ năm, ngày xấu thứ sáu chúng ta cần loại bỏ là ngày tam lương. Ngày tam lương trong tháng bao gồm ngày mùng 3, mùng 7, 13, ngày 18, ngày 22 và ngày 27. Thì ngày mùng 3 trong tháng này nó sẽ là ngày tân hợi. Ngày mùng 7 thì nó rơi vào ngày ngày ất ất ất, ất mão. Ngày 13 Ngày 13 nó là ngày Tân Dậu Ngày 18 thì nó sẽ rơi vào ngày Bính Dần Ngày 22 22 nó là ngày Canh Ngọ Và cuối cùng là ngày 27 Thì nó là ngày Ất Hợi Đó, đó là 6 cái ngày Tam Lương mà chúng ta cần tránh Tiếp theo chúng ta Cần tránh ngày tiếp theo, ngày thứ bảy Đó là ngày Nguyệt Kỵ Nguyệt Kỵ thì sẽ có 3 ngày, mùng 5, 14 và 23 Cái ngày mùng 5 ấy thì nó sẽ rơi vào ngày mùng 3, mùng 4, mùng 5 là ngày quý Sửu Ngày 14 thì nó là ngày gì? Nhâm Tuất và ngày 23 23 thì nó sẽ rơi vào ngày ngày gì? Tân Mùi. Đó, đó là những cái ngày xấu cần tránh. Tiếp theo chúng ta cần loại bỏ đến ngày Nguyệt Kiến. Nguyệt Kiến là ngày Mão. Ngày Mão thì các bạn cũng cần phải xét nhé Xét kỹ, nếu mà có nhiều cát tinh thì các bạn vẫn có thể dùng được. Tiếp đến là ngày Nguyệt Phá là ngày Dậu. Ngày Dậu thì ngày Nguyệt Phá thì chỉ nên sử dụng cho việc là phá tường phá rào chật cây hoặc là các bạn phá nhà cũ vân vân thì dùng được còn các người khác thì không nên dùng và ngày xấu thứ 10 chúng ta cần loại bỏ đó là ngày thổ phù ngày thổ phù nó chính là những ngày mão những ngày mão thì ngày mão vừa là thổ phù này thổ phù vậy nên là cũng không dùng nữa ngày thổ phù là ngày kiên kỵ cái việc động thổ xây nhà thì tốt nhất là các bạn kiên kỵ những ngày này ngày mão ra tiếp theo ngày 11 là ngày trực bình ngày trực bình là những ngày ngọ thì các bạn cũng cần phải xét ngày ngày 12 là ngày trực thu ngày trực thu nó là ngày tí thì nó phạm vào ngày sát chủ rồi ta không dùng được nữa ngày 13 là ngày trực bế là ngày dần thì các bạn cũng cần phải xem xét về ngày, ngày dần nhé tiếp theo là ngày thứ 14 là ngày kiếp sát kiếp sát là nó là ngày thân thân là kiếp sát ngày à, dậu thì nó là tai sát và ngày tuất thì nó là nguyệt sát đó. thì những ngày những ngày này thì nó là ba ngày tam sát vậy nên chúng ta sẽ sẽ không làm không làm trong những ba ngày là thân dậu tuất đó tiếp theo ngày thứ 17 chúng ta cần lại bỏ đó là ngày nguyệt hình nguyệt hình là mão tí là hình nhau vậy chỉ là tháng tháng ăn mão thì nó hình tại tí vậy chứ chúng ta không dùng ngày tí hơn nữa ngày tí lại trùng ngày sát chủ rồi thì chúng ta cần lại bỏ tiếp theo là ngày nguyệt yếm ngày nguyệt yếm thì nó sẽ là ngày dậu ngày dậu thì trùng ngày nguyệt phá chúng ta dùng hơn nữa là, là ngày tay sát đúng không ạ đó là ngày nguyệt yếm này nguyệt yếm này trực phá này là ngày tay sát thì các bạn cũng kiên kỵ không dùng ngày thứ 19 chúng ta loại bỏ là ngày thiên sứ ngày thiên sứ thì nó vẫn là ngày Tí như vậy là ngày Tí có rất nhiều so số này ngày đại thời thì nó sẽ là ngày tuất ngày tuất thì phạm ngày nguyệt sát rồi thì chúng ta sẽ không dùng tiếp theo đến ngày tứ phế Ngày tứ phế nó là ngày giáp tuất ngày 26 thì nó trùng ngày người, người sát rồi chúng, chúng ta lại bỏ. Và ngày thứ 22 là ngày ngũ mộ, ngũ mộ là ngày ất mùi thì trong tháng này không có này. Ngày thứ 23 là ngày thổ phú, thổ phú là những ngày tỵ. Ngày tỵ thì các bạn cũng cần phải xem xét lưu ý trước khi dùng đó. Và cuối cùng là ngày địa nang. Ngày địa nang ấy thì nó sẽ là ngày quý sửu và ngày quý mùi. Quý sửu trong tháng không có này. À quý quý mùi không có này, quý sửu nó là ngày mùng 5 thì nó là trùng ngày mười kỵ trùng với ngày sát chủ âm vậy nên chúng ta cũng không dùng đó đó là thì ngoài ra còn một ngày gọi là ngày thổ phương dụng sự sau thổ vương dụng sự thì trong hiệp kỷ có khi nó là chính là ngày ngày thổ phù vậy đây là các bạn cũng chúng ta đã lựa chọn rồi nó là ngày mão đó 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 là tất cả những ngày xấu mà chúng ta cần tránh trước khi mà tiến hành công việc chọn ra ngày tốt động thổ thì để chọn ra cái ngày tốt động thổ ấy thì chúng ta bắt đầu là dựa vào những cutting tinh dựa vào cutting tinh để chúng ta chọn thì trong cái quyển ngày tốt tuần thư này cũng có tất cả những cái những cái cutting hung tinh đó thì các bạn có thể theo dõi cái bảng ở trang 176 để tìm ra những cái ngày tốt nhất cho mình. Đó. Bây giờ chúng ta xét đến các cutting để lựa chọn ra ngày động thổ đầu tiên ấy thì chúng ta cần phải lựa chọn ra những ngày để có sao thiên nguyện. Thiên nguyện trong tháng nó là ngày canh tuất. Canh tuất là ngày mùng 2 nhưng nó phạm một người sát rồi. Vậy nên là chúng ta không dùng nữa. Hơn nữa ngày tốt lại phạm ngày đại thời Mới lại phạm vào cái ngày nguyệt sát Ngày đại thời Nói chung nó xấu chúng ta không 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 nên dùng Tiếp theo ngày thứ hai chúng ta chọn là ngày thiên đức Thiên đức là ngày thân thì bị phạm vào kiếp sát Ngày thiên đức hợp là ngày tị Ngày thiên đức hợp là ngày tị Thì các bạn cũng nên cân nhắc Ngày tị chúng ta có hai ngày mùng 9 Là ngày đinh tị Và ngày 21 Là ngày kỷ tị thì các bạn có thể cân nhắc dùng hai ngày, ngày được tiếp theo chúng ta xét đến ngày nguyệt đức ngày nguyệt đức là những ngày giáp ngày giáp mà chúng ta có ngày mùng 6 là ngày giáp dần mùng 6 là giáp dần ngày 26 là giáp tý thì phạm vào ngày ngày sát chủ và ngày 26 ngày giáp tuất thì phạm vào ngày nguyệt sát với lại ngày ngày đại thời tiếp theo chúng ta xét đến ngày tốt tiếp theo là ngày có nguyệt đức hợp người đức hợp nó sẽ là những ngày kỷ ngày kỷ chúng ta có 21 là ngày kỷ tỵ này ngày 11 là ngày kỷ mùi và ngày mùng 1 là ngày kỷ dậu thì ngày 11 nó phạm ngày dương công kỵ rồi chúng ta không làm gì được Đấy, ngày 21 ta chọn rồi như vậy ngày mùng 1 là ngày ngột phá ta không dùng được à, tiếp theo ta xét đến ngày tiếp theo là ngày 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 thiên xá ngày thiên xá trong cái tháng 2 âm lịch thì nó sẽ là ngày mậu dần như vậy chúng ta sẽ có ngày 30 là ngày mậu dần Bộ dần có thiên xá có thể dùng được ngày tốt tiếp theo thì chúng ta xét cho việc động thổ ấy, thì đó là ngày nguyệt ân nguyệt ân thì nó sẽ là những ngày đinh ngày đinh trong tháng này thì chúng ta ngày mùng chín đinh tỵ này ngày 19 là là đinh mão đinh mão phạm thủ phù thì chúng ta không, không không không, dùng được như vậy là gì trong tháng trong tháng hai thì có ngày 19 này mùng chín là đinh tị 19 là đinh mão đinh mão phạm thủ phù còn ngày mùng chín đinh tỵ ta chọn rồi Tiếp đến là chúng ta chọn ngày tứ tướng, tứ tướng là ngày bính và ngày đinh. Thì ngày bính thì chúng ta sẽ có ngày 18 là ngày bính dần này, nó phạm ngày tam lương này. Mùng 8 là bính thìn thì phạm ngày thủ tử này. Và ngày 28, 28 là bính bính tý thì phạm ngày sát chủ không dùng được. Tiếp đến là ngày thời đức, ngày thời đức thì nó sẽ là ngày ngọ. Ngày ngọ thì chúng ta có ngày mùng 10, à, ngày 22 cái ngọ thì phạm ngày tam lương. Như vậy còn ngày mùng 10 Mùng 10 là ngày mậu ngọ thì chúng ta có thể cân nhắc không được, mậu ngọ ngọn được ok tiếp theo là ngày, chúng ta xét đến ngày tiếp theo là ngày tam hợp ngày tam hợp là chúng ta có tam hợp là tháng mão đúng không ạ có ngày mùi và ngày hợi thì ngày hợi có 3 ngày là ngày mùng 3 là ngày tân hợi 27 là ất hợi thì bị phạm ngày tam lương như vậy chỉ còn ngày mùng 5 15 là ngày quý hợi 15 ngày quý hợi là dùng được và ngày cuối cùng ta xét là ngày trực khai là ngày sửu ngày sửu thì chúng ta sẽ có 3 ngày mùng 5 17 và ngày 29 hơn nữa ngày xỉu trong cái tháng 2 này Thì nó phạm vào ngày sát chủ, sát chủ âm rồi Nên ta không dùng được Đó đó là những ngày tốt Như vậy là trong cái tháng Trong cái tháng 2 âm lịch Thì chúng ta cũng sẽ có 6 ngày tốt Để chúng ta tiến hành công việc động thổ Đó là những ngày sau Mùng 9 là ngày đinh tị này 21 là ngày kỷ tị Mùng 6 là ngày giáp dần 30 là ngày mậu dần Ngày mùng 10 là ngày mậu ngọ Và ngày 15 là ngày quý hợi đó là những cái ngày tốt để tiến hành công việc động thổ trong tháng 2 âm lịch. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. À, quý vị hãy tham khảo thêm quyển sách ngày tốt tuần thư để có thể lựa chọn ra cho mình những ngày tốt nhất để tiến hành công việc cho được hanh thông thuận lợi. Đấy. Thì đây là những cái ngày tốt để quý vị lựa chọn cho cái việc động thổ trong tháng 2 âm lịch. Và đây là những ngày tốt nhất trong cái tháng 2 âm lịch để chúng ta tiến hành công việc động thổ thì các bạn hãy chọn ra cho mình một cái ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc cho được việc thuận lợi và may mắn cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.